quý vị, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng có ý nghĩa trước mắt cũng như lâu dài trong xây dựng và phát triển đất nước. Đáng chú ý là chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Chủ trương này đã nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng Trung ương được thành lập từ năm 2006. Đến năm 2012, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 đã quyết định tổ chức lại Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị và do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Từ đó đến nay, công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta đã có những bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương, vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất cứ sự can thiệp nào. Qua đó, củng cố lòng tin của đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy mà chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ cái Ban tham nhũng cấp Trung ương, thì như vậy Trung ương đã làm thì là niềm tin của nhân dân rất là tuyệt vời rồi. Thì bây giờ là phục tần là cấp tỉnh, thì có nghĩa là càng sát hơn và càng đẩy mạnh cái công cuộc chống tham nhũng càng ngày càng là triệt để hơn. Đối với bản thân tôi thì rất đồng tình ủng hộ, bởi vì là có cái ban phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh thì như vậy là nó cũng đỡ một phần cho cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương, và đồng thời ở cấp cơ sở sát hơn, nó cụ thể hơn và làm ra được nhiều cái vụ việc mà hiện nay là dân đang bức xúc. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ để khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, mà còn được xem như là cánh tay nối dài của Trung ương nhằm giải quyết một cách kịp thời những vấn đề còn tồn đọng tiêu cực, bức xúc trong nhân dân. Việc thành lập cái Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh theo tôi đó là một quyết định rất là cần thiết, rất là đúng đắn lúc này. Có cái Ban chỉ đạo này thì mới giúp cho cấp ủy chính quyền có thêm một cái công cụ để làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý những cái biểu hiện về tham nhũng và tiêu cực. Và khi mà cái việc này làm tốt ở các địa phương thì càng tăng thêm cái hiệu quả cho từ làm ở Trung ương. Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương, và cái này là cái rất phù hợp với cái thực tiễn và công tác phòng chống tham nhũng, để thực hiện phương châm là trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt của Trung ương. Đảng ta đã xác định phòng chống tham nhũng là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong bối cảnh tình trạng tham nhũng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn chưa bị đẩy lùi, thì chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực thể hiện quyết tâm cao hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng. Đảng đã xác định trong cái nghị quyết rất rõ, trình kinh tế lực trung tâm xây dựng Đảng là then chốt, mà muốn xây dựng Đảng là then chốt thì trước hết công tác phòng chống tham nhũng loại ra khỏi Đảng những phần tử thảo bản chất và tiêu cực tham nhũng gây phiền hà cho dân, chính đó là tiền đề, là điều kiện để phát triển kinh tế tốt hơn. Vấn đề đáng quan tâm lúc này là những ai sẽ tham gia cái ban chỉ đạo này, người đứng đầu của cái ban chỉ đạo này, đồng thời là phải có một cái bộ máy giúp việc cho cái ban chỉ đạo như thế nào đó. Cái bộ máy này vừa tinh vừa gọn nhưng mà đặc biệt là phải có chất lượng thật sự. Trong bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nghiêm túc tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.